Trong gia đình có một người tu được thành tựu Củ quyền thăng Nên mình hiện tại mang cái thăng này Vì bệnh đau một chút Là mình thấy mình đau đớn Như những Đức thường nói chuyện Nó ưa bị khang tiếng một chút thôi Thấy nó cũng khó chịu Khi nói chuyện nhiều nó rác cổ Một chút thôi thấy cũng khó chịu Nhưng nếu mình không nghe những đoạn văn này thì làm sao mình phát Bồ Đề Tâm hả quý vị Cũng như ngày Chủ Nhật Những Đức hướng dẫn tu Từ buổi sáng sớm Rồi buổi trưa Suốt 3 tiếng hồ Nằm nghỉ một chút Làm việc tiếp tục Rồi buổi chiều đi qua đạo tràng bên kia Sắp xếp ban bệ Rồi quay về đây là 6 giờ rưỡi Gặp Quý cô nấu ăn trong bếp Quý vị biết rằng Chúng ta là phàm phu nếu nó không có một tổ chức Cho ổn định Thì làm sao mà người trong đây tu hành được Nó rắc rối mỗi ngày Lu bu lộn xộn Ai mà chịu vô đây ở tu Có khi ngồi nói chuyện Một tiếng mấy Có khi người ta làm Việc Mình là người trên ngồi nói chuyện Một là người ta cũng vui Hai là mình phân tách cho người ta biết khi cuộc sống trong chùa tu hành nhờ vậy mà nó có được những cái sự mà đoàn kết sống và tu mình cũng làm hết lòng mình thôi quý vị nếu như mà mình không nghe được lời phật lời bồ tát lời tổ sứ dạy thì chắc chắn mình không bao giờ phát bồ đề tâm làm những việc này đó quý vị à cũng mệt chứ Ai hiểu cũng được Không hiểu cũng không sao Vì cái việc tu hành Ai ăn nấy no Ai tu nấy trứng quý vị Nên chúng ta cố gắng thôi Những đức nói thật chứ Có khi mỗi ngày mình học như vậy Cái lợi ích lớn nhất là mình Có những người tuy mỗi ngày người ta nghe Nhưng mà nếu như người ta không hành trì Thì những văn tự này của chư tổ Người ta cũng Có khi cũng không có cảm giác quý vị à không có cảm giác Giống như họ nghĩ rằng là Cái này cho người khác nghe chứ không phải họ nghe đâu Nên có khi họ tu Nhưng mà bồ đề tâm không phát Không nhìn lại hành động mình Tại vì sao Vì Mình không có cảm giác rằng Hiện tại mình đang có thắng này Ở cõi đời này Mình dù gặp một chút gì khổ Nhưng không đáng nói đến Khi bao nhiêu thắng bằng quyến thuộc và chúng sanh đang đọa lạc khổ đau trong ba đường ác đó quý vị nếu trong gia đình dòng họ có một người tu hành là họ đang trông ngóng mình đó đang trông ngóng mình đó nhất là gặp được pháp môn tịnh độ này một đại pháp thù thắng nếu chiên nhất mà niệm phật dù làm việc gì cũng dùng cái miệng này thường ai di đà phật Ai di đạo Phật Cứ thường xuyên Mà niệm Phật như vậy Đặc biệt lắm Những đức đọc một đoạn văn kế tiếp Để bị nghe nè Vì tưởng khổ sinh tử Mà niệm Phật Ta cùng chúng sanh Nhiều kiếp đến nay Hằng trong vòng sanh tử chưa từng được thoát ly Khi ở cõi này Lúc thế giới khác Khi sanh thiên cảnh Lúc sống nhân gian Siêu đọ phút giây Xuống lên muôn nẻo Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại Âm ti nay thoát bỗng mai vào lên non đau rừng kiếm thân thể đứt rờ nuốt sắc nóng dầu sôi ruột rang rã cháy khóc than trong lửa rên xiết trong băng muôn lần sống chết nội ngày đêm giây phút khổ đau bằng thế kỷ lúc ấy dù biết tội khổ nhưng ăn năn sao kịp Khi ra khỏi vội liền quên mắt Vẫn tạo tội như thường Tâm không hằng Như lữ khách rủi rong Thân chẳng định Giường cửa nhà thay đổi Các bụi cõi đại thiên Không tính nổi số thăng lưng chuyển nước đầy trong bốn biển chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly nếu không lờ phật dạy việc này ai thấy ai nghe vĩ chẳng xem kinh lý ấy đâu hay đâu biết thoảng hoặc luyến mê như trước chỉ y cũ lưng hồi rồi ra muôn kiếp ngàn xanh khó hối một lầm châm lặng giờ tốt vội qua mà chẳng lại thân người dễ mắc nhưng khó tìm âm cảnh mịt mờ xót nổi biệt ly dài chặt tam đồ ác báo thương cho thống khổ ai thay vậy phải dứt nguồn sanh tử cạn bể dục si Độ thoát mình người đồng lên giác ngạn muôn đời siêu quật đọa quan hệ ở phút này không thể bê chễ được đây là nhân duyên niệm phật chân thành của chúng ta Mỗi một đoạn văn quá hay quý vị Nếu ai hiểu được Từ nơi đó mà có những người họ hiện tại niệm Phật Họ cứ nghĩ rằng họ phải đạt công phu gì đó Họ phải tâm thanh tịnh gì đó Thì làm sao mà họ đạt được công phu và tâm thanh tịnh đó quý vị Họ niệm Phật mà họ quy về cái tâm ích kỷ Lấy cái tâm nhỏ nhen mà niệm có vật hiệu Làm sao phát bồ đề tâm Để trì danh hiệu Phật hả quý vị Nên tổ sư mới đem những đoạn văn Khuyến khoát bồ đề tâm này ra Để mà cho chúng ta nghe nè Những đức đọc nguyên văn luôn đó Sự khổ đau cùng cực Thống khổ những chúng sanh trong tam đồ ác đạo mà đó là thăng bằng quyến thuộc của mình không đó trong nhiều đời nhiều kiếp cuộc đời mỗi một người chúng ta lúc lên lúc xuống lúc làm cha mẹ lúc làm anh chị em lúc làm con cháu có khi đời này làm cha mẹ đời sau lại là vợ chồng có khi đời này làm con cháu đời sau lại là ông bà cha mẹ nó xoay vòng lộn ngược lộn xuôi như vậy quý vị. Nên Phật mới nói rằng nếu như chúng ta còn trong lục đạo lớn hồi thì còn khổ đau triền miên không dứt. Muốn dứt khổ thì phải lo tu siêng năng tinh tấn. Nên đại chúng trong chùa quý vị để ý nè. Mình mà có được những ngày bình yên Không lo cơm ăn áo bận này Là nhờ cùng tu hành đó quý vị Nếu như chúng ta một mình Mình làm sao mà mình không lo được Nên tổ sư nói rất rõ ràng Nương chúng nhờ chúng Nên có những người ở trong chùa Mà họ chạy ra bên ngoài là Phước duyên của họ trong chùa hết á Thí dụ như có những cô quý vị để ý Lúc trước họ ở đây họ giỏi vô cùng luôn á Họ giỏi nhưng mà chỉ đúng cái chỗ là cái tâm của họ cái ngã lớn quá họ giỏi nhưng mà khi họ làm việc á họ sốc ngược sốc xuôi với người khác họ làm được chút việc rồi thì họ coi ai cũng không ra gì đây là cái chỗ tuy làm được nhưng mà xài cũng hết giống như đem nước đổ vào một cái lưu bể cứ đổ hoài vô lưu nhưng mà không chữ được một miếng nước nào cuối cùng rồi thì thấy sự tu hành của mình làm siêng năng mà cứ nhìn người lười biếng mình làm được việc mà cứ nhìn người không làm được việc rồi tự mình sanh phiền não rồi thấy rằng sự tu hành trong chùa mình niệm phật mình làm việc nhiều như vậy mà có ai thấy đến mình đâu rồi càng ngày càng nản càng chán rồi vọng tưởng đến Lôi kéo ra khỏi ngôi tam bảo Khi ra khỏi ngôi tam bảo Thì mới đụng duyên đụng cảnh Khổ đau vô cùng Nhưng vì cái ngã đã lỡ đi rồi Bây giờ quay lại ở Thì vô cùng là mắc cỡ Có khi Quay lại được ở Nhưng cũng không biết chân quý Quý vị phải nhớ nè Đã ruột mắt cái duyên ban đầu thì muốn trở lại từ đầu khó lắm Nên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Sư dạy Sự tu hành của chúng ta Nó phải bắt nguồn từ cái kiên nhẫn, kiên trì Nên trong kinh Phật nói Nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẫn lớn thành tụ lớn Pháp thế gian hay sức thế gian Bất cứ một sự thành tựu nào cũng phát xuất từ chữ nhẫn nên những đức thường đọc bài kệ nhẫn điều vinh nhục thì tấm thăng yên nhẫn việc hơn thua thì tránh lị phiền nhẫn kẻ thiếu căn thì lòng đại độ nhẫn điều dục vọng đắc thần tiên phải nhớ nếu không nhẫn thì không thể nào thành tựu được nhẫn ăn không phải là không ăn nhưng mà mình có thể biết dừng. Dừng là dừng khi nó tham là mình dừng được. Chứ không phải kiểu bị không ăn. Thí dụ như khả năng mình ăn 10%, mình ăn 9%, 8%. Như vậy là đặc biệt rồi. Còn thí dụ như lúc trước mình chưa tu ở ngoài, cái miệng mình cứ xem xẹp mình ăn suốt. Ăn cái này ăn cái kia ăn dũng ăn dằn rồi ngồi chỗ này chỗ kia ăn rồi chốn sợ người ta nhìn thấy hoặc là người ta xin nên ngồi ăn đó là tham ăn bây giờ thì mình sửa lại tu sửa mà rồi mình nghe như vậy rồi mình phát bộ đệ tâm mình niệm phật cuộc đời đâu thế nào mà để cho nó thả trôi thả nổi quý vị Mỗi một người chúng ta đến thế gian này Nó càng ngày nó càng già Chứ đâu phải nó càng ngày nó càng trẻ đâu Thí dụ như có những cô Từng ở đây bây giờ lâu lâu vô đây tu hai ba ngày Những cô trong chùa Thấy họ chắc là quý vị nghĩ họ hạnh phúc lắm Họ sung sướng lắm Nên mình là bạn đồng tu cùng tu chung ai đi mình phải cố gắng lâu lâu chạy vô chùa một chút để làm gì cầm chừng chớ đó mà nhưng có những người không hiểu nghĩ rằng vừa công nhận họ bây giờ tự tại thì muốn đi đâu thì đi cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ bạn à. bạn ngoài đời bạn thoải mái bạn trả một cái giá thì sao bạn mới đi vào ngôi tam bảo này Ngày xưa những đức ngoài đời Muốn ăn thì ăn, muốn nhậu thì nhậu Muốn đi chơi thì đi chơi Được nghỉ lễ là Chấp cánh bay Nhưng mà nó cũng trả một cái giá Là vô cùng ngao ngán Rồi đi vào ngôi tam bảo Thì có những cô, những chú Cũng như vậy Những đức nói rằng nếu như quý vị không có một cái cảm giác Ngao ngán gì khỏi đời ô trượt Thì làm sao quý vị đi tu Cầu giải thoát Có những cô lúc trước những đức biết Học thức rất là cao Học bằng cấp Ra trường Mà chọn cái ngành gì Làm được Cái việc trong ngân hàng Vậy mà nghe vọc pháp phát tâm đi tu Gia đình báo nhiêu người cản trở Nhưng vẫn phát tâm ban đầu Dũng mãnh vô cùng Vô chùa tu được vài ba năm chạy về Làm cho dòng họ gia đình Đều là vắng bóng trong chùa Không thấy xuất hiện trong ngôi tam bảo nữa Lâu lâu thì đi đến đây một hai ngày Cộng tu chơi Cái sự phát tâm ban đầu Bao nhiêu người cản trở như vậy mà không cố gắng rèn luyện mình Cũng như những đức khi đi tu Ai cũng nói những đức tu 2-3 tháng phải đi về Không ai tin mình Càng không tin mình thì mình phải càng cố gắng Nên người đàn ông Nó có một tâm quyết là như vậy đó quý vị Con người của mình sống Muốn được người ta tiếp nhận mình Thì cái hành động của mình Ít gì mình cũng phải cố gắng Làm cái gì phải làm cho ra trò kiên nhẫn những đứa khi sống với anh em Những đứa thấy có những anh em Cái hành động ai mà tin tưởng mình được Mình là người lớn Người ta chỉ cần nói động đến mình Dù là mình không giận Nhưng mình phải găng nhắc mình Cao độ Nên có những anh em Hình như là họ sống Mỗi ngày Xuôn xuôn chơi Vậy, vậy thì ai mà tin tưởng mình mình là muốn cho người ta tin tưởng mình Vì tiền Thì đối với tiền mình không nặng Thì người ta sẽ tin tưởng mình về tiền Muốn mình có danh Thì mình đừng nặng về danh Thì chắc chắn là có danh Muốn về vật chất Mình không nặng về vật chất Thì sẽ có vật chất Muốn có duyên với chúng sanh Thì mình phát bộ đề tâm Chí thành niệm Phật Gương mặt tươi vui gặp người biết chào hỏi Thì tức khắc có duyên với chúng sanh Quý vị mới nhớ nè Gương mặt tươi vui là nhân duyên Khi gặp mặt đó Đặc biệt đó. Nên quý vị coi tượng Bồ Tát Di Lặc Trước chùa Thờ Bồ Tát Di Lặc Và Tứ Đại Thiên Dương Bồ Tát Di Lặc ngồi Cái bụng thiệt là to Gương mặt cười quan hỷ Gương mặt cười quan hỷ đó là tiếp nhận chúng sanh đó cách duyên thù thắng quan hỷ mà cái bụng to là cái bụng bao dung cái bụng bao dung không buồn phiền ai cả tâm rộng lớn đó là bồ tát di lặc ngày thị hiện đó còn chúng ta dù cho là mập mạp bụng to nhưng mà tâm mình có bao dung hay không mình bây giờ gặp được tình độ mỗi ngày niệm phật mình có niệm niệm gì Tất cả chúng sanh mà thành tâm niệm Phật đời này mình phải giảng sanh Mình có Pháp Bồ Đề Tâm như vậy hay không quý vị Hay là ban đầu Pháp Bồ Đề Tâm tu càng tu từ từ Bồ Đề Tâm nó lại lưu sụp Nên trong Kinh Phật dạy giữ tâm như thở ban đầu Một đời dư thành Phật Ít có ai giữ được tâm ban đầu lắm quý vị Tu từ từ rồi tự nhiên cái tâm giải thoát không còn nữa Cứ chạy theo cái cảnh duyên Nên những đức nói với người trong ngôi tâm bảo quý vị làm việc xong những đức kia quý vị ngưng công việc mà bị vị được niệm phật ở trong chùa xuyên suốt không ra ngoài và quý vị có phước lắm rồi đó mình từng ngoài đời mình hiểu quá mà mình chạy đôn chạy đáo ngoài đời mình đã ngán ngẩm rồi ai mà ham chạy ra ngoài đời những đức nói như vậy mà có những anh em dù là xuất gia nhưng mà làm như ham đi gì đâu kỳ cục những đức mà không giật dây dội bởi vì trong chùa này mà không có những đức giật dây dụi thì cả ngôi chùa này ai mà giật được ai hả quý vị mình thấy họ làm như họ ham đi thì sao á ừ từ nơi đó những đức nó nói rằng ôi trong ngôi tâm bảo nó quá bình yên kẹt chẳng đã bây giờ những đức mỗi ngày phải đi qua đi lại đại tùng lâm cầm chiếc xe đi chưa bao giờ chạy hút đại tùng lâm một lần nào hết chưa bao giờ những đức đi ra ngoài đường cũng y ra Của đời những đức tu hành luôn vậy đó. Quý vị nghĩ từ hộ pháp chạy qua đại tùng lâm, đoạn đường đi vô cùng quen thuộc, bước qua khỏi đại tùng lâm những đức không biết đường đó là đường gì. Không biết nhà đó là nhà ai hay là nhà màu gì không biết luôn vì sao? Vì chưa từng đi qua khỏi cái cổng đại tùng lâm. Cứ là từ hộ pháp chạy qua đại tùng lâm, từ đại tùng lâm chạy về hộ pháp gần một năm nay đi là như vậy bây giờ biết chạy xe thì từ hộ pháp chạy qua đại tùng lâm từ đại tùng lâm chạy về hộ pháp những đức nói rằng chỉ cần chạy đoạn đường này thiệt là quen thông thạo thì tất cả những đoạn đường khác cũng như đoạn đường này chứ những đức không phải như người ta mà tập xe bây giờ phải chạy nhiều chỗ để mà chạy quen quen đường không phải mà những đức nghĩ rằng pháp tu cũng vậy chỉ cần thâm nhập một môn mà thông thì các pháp khác mình tu học cũng thông Như vậy thì chạy xe cũng gì Tuy một đoạn đường này ngắn nhưng mà chạy hoài Như vậy thì nó đã quen đường Như vậy thì tất cả đoạn đường khác Cũng như đoạn đường này Vì mình quen rồi Nên những đức cứ giữ cái mức kiên nhẫn Tu học Cố gắng dù mình là phàm phu Không phải mình không làm sai Nhưng mà phần nhiều Cái tâm của mình muốn làm thiện nhiều hơn phật phát của đề tâm càng ngay Cái tâm lượng phải phát rộng lớn ra Không có buồn giận ai hết Nhiệt tình lo lắng cho người Người không đủ duyên ở nữa thì thôi Ai đến đủ duyên mình giúp Cùng chung tay Đi trên đoạn đường này Ai muốn không đi thì kệ người ta Còn mình cố gắng mình đi trên con đường này Quyết chí mình đi cho tới cùng Niệm có bậc hiệu này cho tới cùng phải nhớ Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi Chúng ta mỗi buổi sáng đọc những đoạn văn này Quý vị niệm Phật đừng bao giờ nghĩ rằng cái khổ của quý vị là muốn hết khổ không Mà quý vị nghe những đoạn văn này quý vị coi nè Củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai Thăng bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp hay đời này của mình Chết chưa được Siêu thoát nhiều lắm Họ đang ngóng chờ mình đó quý vị Họ đang trông ngóng chờ đợi mình Để mà cứu độ họ đó Nên quý vị nên Niệm niệm gì chúng sanh mà niệm Phật Vậy thì Bồ Đề Tâm sẽ phát rộng lớn ra Và không bao giờ mình bỏ Pháp Môn Tịnh Độ Vì Mà một con người mà thường dễ buồn nghĩ chắc đấy. Thì con người này thường sanh phiền não Vì đi có đúng không? Mà con người mà thường sanh phiền não á Thì bao nhiêu công đức phước duyên mình tu được nó đổ hết trời. Vì ngồi suy nghĩ đi Chúng ta làm cái gì cũng muốn nó tích tụ dư giả được chứ ai mà muốn mình làm việc mà đều không thạnh tu hành mà không có tích giữ được thiện căn công đức không ai muốn như vậy hết đúng không mình đều muốn mình tu hành phải đạt được chứ vậy thì những đoạn văn mà phát bộ đề tâm của đại sư tỉnh am là nhắc nhở mình tu hành làm sao mà phát cái tâm lượng cho rộng lớn ra Dù hiện tại mình chưa làm được việc gì lớn Nhưng mà cái tâm lượng của mình nó rất rộng lớn Cái tâm lượng rộng lớn Thì nó không bao giờ Đi nhìn lỗi hay hạng thù Hay buồn chết Hay là mình muốn Dựt dành gì cái của ai hết chứ Hiểu không Đó là tâm lượng mình tu Mình phát rộng lớn ra đó quý vị Phải nhớ đó Những điều những đức chia sẻ đây là từ nó những đoạn mà những đức đọc lời của chư thổ những đức để ý vì nhớ ơn chúng sanh mà niệm phật ta cùng chúng sanh từ vô thị đến nay kiếp kiếp đời đời thay đổi là quyến thuộc kia đây đều có nghĩa với nhau Nay dù cách đờ đổi thăng Hôn mê không nhớ biết Xong cứ lý suy ra Chẳng thể không đền đáp Vật loại mang lông đội sừng ngày nay Biết đâu ta là con của nó trong kiếp trước Lòi bớm ông chung dế hiện tại biết đâu đó là thăng sinh tiền thế của mình đến như tiếng rên xiết trong thành ngạ quỷ giọng kêu la dưới cõi âm ty ta ty không thấy chẳng nghe họ vẫn van cầu cứu vớt ngoài kinh ra nơi đây bài tỏ việc này không có phật nói chẳng ai hiểu rành điều ấy cho nên bồ tát xem ông kiến là cha mẹ quá khứ nhìn thú cầm là chư phật vị lai thương nẻo khổ lâu dài hằng lo cú vớt nhớ nghĩa xưa sâu nặng thường tưởng báo ăn đây là nhân duyên niệm phật của chúng ta đây là đoạn văn mà ngày tỉnh An phiên chúng ta phát của đề tâm đó quý vị đoạn văn này khi chúng ta nghe cái tâm của mình nếu mà sâu sắc nhận thức thì mình thấy xúc động lắm quý vị à. Bây giờ mình được cái thân người này còn ông bà cha mẹ của mình động văn này nêu lên có khi những loài động vật như gà, heo, chó, bò, trâu ngựa có khi đó là thăng tiền kiếp của mình rồi thăng của cha mẹ mình nên phật nói trong kinh là tứ sanh phụ mẫu rồi động văn này tổ sư nhắc rằng tiếng kêu la rên xiết của loài ngạ quỷ đói khát rồi tiếng rên la kêu xiết trong địa ngục mà thăng bằng quyến thuộc của quyền thất thổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp hoặc đời này của mình mắc mà đang bị đỏ lạc thì chúng ta không nghe được nhưng mai thai có lời phật chỉ dạy nếu không thì mình cũng không thể nào hiểu biết được đâu quý vị nên tổ khuyên mình vì nhớ ơn chúng sanh thăng bằng quyến thuộc mà trí thành niệm phật nên trong những cái công đức niệm phật có một công đức là âm vang của câu phật hiệu khi chúng ta phát lên niệm thì ba đường ác tạm dừng khổ đau Ba đường ác tạm dừng khổ đau quý vị Từ nơi đó mà Mình phát bồ đề tâm niệm Phật Mỗi một người Chí thành mà niệm Phật Không thể nào lơ là được Mình được một cái thờ tu Mình lên chánh điện mình tu Nếu như mình lơ là Mình tu cho qua thờ Niệm Phật cho xuông câu vì thì uổng một thờ tu mình quá Bao nhiêu Chúng sanh thân bằng quyến thuộc Đang chờ đợi mình cứu giúp Nên mỗi một người chúng ta nên phát bồ đề tâm trí thành niệm Phật Nhất định Đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc mới được Vì chỉ có về thế giới cực lạc Chúng ta mới có thể giúp Cho thân bằng quyến thuộc Của chúng ta được quý vị à nên các cụ trong chùa Những đức thường phiên các cụ á Những đức để ý thấy rõ ràng Như bà cụ 91, 92 tuổi này nè Bà thường ngày bà gặp những đức là bà vui, bà quan hỷ Bà cầm chiếc máy bà nghe những đức nói chuyện Năm mấy bà thích niệm Phật vô cùng Đây là rõ ràng luôn Quý vị biết rằng Nếu mà nhân viên của bà Không phải Phật sắp xếp Tại sao lạ như vậy Ở bên kia tự nhiên hai ngày không xuống ăn cơm những đức để ý thấy nên mấy anh em ở trong chùa mà mình coi chúng mình phải có cái tâm quan sát chú ý mình coi chúng là đâu phải là mình đi vòng vòng bên ngoài mà là lúc mình rảnh mình đi lên khu phòng các chú các cụ đồ mình đi vòng vòng mình quan sát có cái gì để mình điều chỉnh mình kịp thời mình giúp đỡ đó coi chúng là như vậy đó Chứ không phải coi chúng là mình cái gì cũng là ở bên ngoài thôi Hoặc là mình kêu cái phòng đăng ký nói chuyện là xong không phải đâu Mà quý vị phải đi tìm hiểu quan sát Như vậy thì quý vị coi chúng mới từ từ phát huy được năng lực của chính mình Phải nhớ đó Nên khi hai ngày bà cụ bà không xuống nhà ăn ăn cơm nha quý vị Những đứa hỏi Quý cô là ủa bà cụ mà có đứa con gái nó nuôi á Hai ba ngày nay sao những đứa không thấy bà xuống nhà ăn, ăn cơm nha thì mấy cô nói bà bữa nay cái chân bà hơi sưng Bà ở trong phòng con bà đem cơm vô đó Bà ngồi đó niệm Phật Những đức ăn cơm xong là những đức qua Những đức thăm Thăm thì thấy bà, những đức hỏi bà Bà cụ, bà bữa nay cái chân sưng rồi bà ở trong phòng Bây giờ những đức hỏi bà Khi bà gần chết Bà phát nguyện bà đi đâu Những đức hỏi bà cụ Bà 91, 92 tuổi, bà nói gì nè Đi về cực lạc Mà bà nói lớn lắm nha quý vị Đi về cực lạc Bà nói mạnh như vậy đó, giống dạc như vậy đó. Bà đi về cực lạc là bà đi theo ai? Đi theo ai với Đà Phật? Đi về cực lạc. Có nghĩa là cái tâm của bà nó mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Đức hỏi vì sao bà về cực lạc? Bà nói rằng cái thân này già khổ quá. Đi về cực lạc không bị già, không bị khổ nữa. Phải quyết tâm về cực lạc. Rõ ràng quý vị. Bà cụ bà nghe Pháp Bà nghe những câu này những đức nói nè Bà kiểm nghiệm qua cái thân này khổ Nên bà quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên cái người mà tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Là cái người mà mình thấy cuộc đời này khổ quá Và thân này giả tạm quá Và đến với cõi đời này dù là tạo sự nghiệp gì đi chăng nữa Cũng không có cái gì mà mình thấy tồn tại Dù là đứa con mình thương yêu vô cùng Có khi nó lớn lên mình nói nó còn không nghe có khi vợ chồng thương yêu mặn nồng Nhưng đến một ngày nào có khi lại trở thành hận thù Quý vị thấy rõ ràng rồi đó Nên mình còn khỏe hay gì thì chăng nữa Nhưng khi quý vị nghe Pháp quý vị phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ quý vị à Mình còn trẻ, mình còn cái sự tiếp nhận và mình còn có thể ở trong ngôi tam bảo mà mình làm được nhiều việc Mà lợi ích cho mọi người vừa tự lợi mà vừa lợi tha Cái này quý vị phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ nha những đức thấy có nhiều người Phần nhiều là chúng ta lấy cái tuổi trẻ Mình lo cái việc mà không dính dáng gì Đến cái việc giải thoát của mình hết á Thì cứ làm hoài vậy đó Đến khi tuổi già hết xíu quách rồi Lúc đó mới muốn niệm Phật Thì không dễ đâu quý vị à Không dễ đâu Cũng như bà cụ này là bà ở nhà là được nhân viên đặc biệt Là con bà cũng nghe những đức nói chuyện Chuyên sâu niệm Phật Và bà nghe bà cũng tiếp nhận bà cũng niệm Phật Nên cái sự hỗ trợ quá lớn quý vị Sự hỗ trợ quá lớn những đức thấy bà có cái tâm quyết dõng dạc như vậy những đức nói với đứa con bà những đức nói thôi cho bà về bên đây đưa bà vô phòng hộ niệm mà nằm luôn đi rồi mỗi ngày cho bà niệm phật cho mấy cô cùng niệm phật với bà đưa về đây mới có hai ngày thôi buổi sáng đó những đức vô thăm bà bà còn ngồi nói chuyện những đức vậy mà chiều lại là bà yếu rồi bắt đầu là sắp xếp ban hộ niệm hộ niệm cho bà hộ niệm cho bà thì sáng lại quý vị biết rằng những đức bước vào những đức nói bà cụ ơi những đức vô thăm bà nè lúc mà bà nói chuyện những đức bà nói rằng khi bà gần mắt là bà đi về cực lạc đó nghe không bà theo ai với đạo phật nghe không về cực lạc mới giúp được tất cả mọi người mới trả ơn được cho tất cả mọi người nghe không cụ những đức nói gì là rõ ràng hôm qua những đức vào những đức nói với bà gì đó quý vị những đức bước vào những đức vừa nói những đức vô thăm bà nè rồi vậy đó quý vị mà bảo quay qua liền quý vị rồi những đức nói chuyện với bà một chút xíu thấy bà gương mặt quan hỷ đó quý vị ơi ờ à, quý vị nhớ nè cái người mà niệm phật giảng sanh á thân thể mà cứng hoặc là mềm Cái việc này nó cũng không có phải là Đặt vấn đề vào cái chuyện người giảng sanh hay không giảng sanh gì đâu quý vị Cái chuyện của người giảng sanh là tính nguyện Còn cứng hay là mềm đó là cơ thể của mỗi con người Cái tố chất nó khác nhau Thì phải nhớ có khi con chim mà mình hộ niệm nó còn mềm mà Còn con người thì có những người người ta ra đi cơ thể cứng Hoặc là có những người cơ thể mềm đó là cái nguyện của mỗi một con người cơ thể của mỗi một con người nó khác nha nên chúng ta là người hộ niệm chúng ta đừng có đặt vào vấn đề này đừng có suy nghĩ những điều đó nặng nề quá nên tất cả các bang hộ niệm nhớ nè mình đã hộ niệm thì chân thật hộ niệm nhưng quý vị muốn hộ niệm có lợi ích không phải nói là kinh nghiệm gì nhiều đâu quý vị à mà cái kinh nghiệm của quý vị là cái kinh nghiệm cái tâm quý vị á. coi cái người nằm ở đây cái sự đau khổ của họ mà như là cha mẹ của mình đang đau khổ Như bản thân mình đang đau khổ Như mình mà đang gặp sự cố gì Mà đang muốn cầu người giúp đỡ đó Bây giờ chúng ta đến chúng ta hộ niệm Là chúng ta kêu gọi Phật Ai Di Đà đến Để cứu độ người này Thì sự kêu gọi chúng ta Phải từ tâm chân thật tha thiết Mà kêu gọi Thí dụ như Một người này đang đói khát Chúng ta đang nhờ nhiều người nào đó để mà đến cho người này thức ăn. Người này đang gần chết, chúng ta muốn tìm một vị bác sĩ để cứu giúp cho người này. Thì cũng giống như một cái người gần chết. Bây giờ chúng ta hiện tại không có giúp được người này, giải thoát, chúng ta kêu gọi Phật A Di Đà chân thật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình chân thật mình kêu gọi như vậy chạm đến cái nguyện của Phật A Di Đà. Rồi người này nè, cái người nằm đây nè, họ mỗi ngày phải bồi dưỡng cái tính nguyện của họ. Dù là lúc đó cái tâm thức của họ yếu ớt. Được niệm được không? Nhưng mà nhờ cái sự hỗ trợ Quý vị nhớ là nhờ cái sự hỗ trợ Giúp đỡ Như mình đi đến hộ niệm A-di-đà-phật A Di Đà Phật vừa cái âm thanh mình hỗ trợ cho họ để nương theo là cái lực và cái tâm thức của mình chân thật mình có công phu, mình có dụng công niệm Phật, mình tha thiết. Mình thấy một chúng sanh này cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Bây giờ mình chân thật mình giúp đỡ nên mình tha thiết mình kêu gọi Phật A Di Đà đến để cứu giúp người này về thế giới cực lạc. Phải nhớ cái tâm hộ niệm của mình là như vậy đó. Chứ bây giờ quý vị nói quý vị hộ niệm quý vị phải đi học kinh nghiệm gì kinh nghiệm kinh nghiệm gì? Cái kinh nghiệm nếu nói là cái kinh nghiệm để mà cảm với nguyện của Phật A Di Đà thì những người như Dương Đầu Ngốc hay bà già bán khổ hay nhiều người quê mùa không biết gì tại sao người ta niệm Phật mà người ta đứng ra đi ngồi ra đi giảng sanh biết ngày giờ quý vị. Phải nhớ cái kinh nghiệm là nó quy về cái tâm chân thật á Chứ không phải nói rằng là mình tạo chi thức Còn nếu như quý vị nghe chi thức Về cách này cách kia Mà quý vị đặt vào vấn đề đó Cái chi thức nó không có cảm được với nguyện của Phật Mà cảm được nguyện với Phật là từ nơi cái tâm thức của mình Chân thật Niệm niệm gì người giống hệt như Phật Ai với Đà niệm niệm gì người Mình cũng niệm niệm gì người Nên có cái sự cảm ứng với nhau là như vậy Nên tất cả những vị ban hộ niệm Phải nhớ câu này nghe chưa Đi hộ niệm cho người là mình Đừng bao giờ suy nghĩ người này tu nhiều tu ít gì Nhưng mà mình chân thật tha thiết Khi đến hộ niệm là mình Hỏi han sơ qua Vì bệnh tình và về sự việc của người này Và chúng ta nắm được một số điều Về người này lúc còn sinh tiền Nếu như người này Sát sanh hại vật tạo nghiệp Hoặc là săn si nặng nề Thì mình nêu lên cái điều Mà cho chính họ cảm thấy rằng Phật A Di Đà từ bi sẽ đến tiếp dẫn chứ đừng để cho họ nghĩ rằng họ là một người tạo tội nghiệp Phật A Di Đà không thể nào đến tiếp dẫn họ như vậy thì họ không dám phát tâm mà mình phải nêu lên một số người như là Trương Thiện Hòa hoặc là ông Đồ Tể hoặc là những người tạo nghiệp khi cuối đời quay đầu niệm Phật Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn mình kể một số câu chuyện và mình nói với họ rằng Người chưa đến nổi Ác như những người kia Dù là có một số điều không phải Nhưng không đáng kể Chỉ cần từ bây giờ Người nghe tôi cùng niệm Phật với chúng tôi Đừng nên suy nghĩ những điều đó nữa Buông xuống vạn duyên trí thành niệm Phật Nhất định Phật A-di-đà Sẽ tiếp dẫn người về thế giới cực lạc Chắc chắn người sẽ được giảng sanh Chúng tôi tin rằng Người sẽ được giảng sanh và người sẽ niệm Phật Mình phải làm sao cho cái người này người ta có thể phát tâm Hãy nhớ Có thể phát tâm Mình được không nên nói nhiều quá Mình không nói chi thức nhiều quá Vì làm sao người ta tiếp nhận được chi thức đó Trong khi chúng ta đang khỏe như vậy Mà ai nói chi thức nhiều quá Chúng ta còn không nghe được Không chỉ là cái người bệnh đau gần chết Mình nói nhiều quá làm sao người ta nghe Nên có những người đến khai thị nói nhiều quá Chúng ta phải làm sao cố động lại làm sao cho người ta có thể phát tâm, người ta có thể cảm giác được Phật A Di Đà từ bi sẽ đến tiếp dẫn? Mình ví dụ, bây giờ một người làm cha làm mẹ, dù là đứa con này có hư hỏng cỡ nào đối xử với cha mẹ, tệ cỡ nào, nhưng mà đứa con này khi cần cha mẹ nhất định cha mẹ sẽ đến. Chúng ta nói rằng Phật A Di Đà tâm từ bi còn hơn cha mẹ của mình gấp trăm ngàn lần. Dù là quý vị có hư hỏng cỡ nào, Quý vị chỉ cần chịu niệm ai với Đà Phật Thì nhất định Ngài sẽ đến cứu độ quý vị về thế giới cực lạc Có nghĩa là mình nêu về trọng tâm Để cho người này có thể phát tâm Là đúng rồi đó quý vị Nhớ đó Chứ đừng có nói rằng mình đi hộ niệm mà Mà mình học cái tri thức cho nhiều Cái đó cũng không phải là chúng ta bỏ Nhưng mà cái đó chỉ là một số điều để mà dẫn dắt Còn cái chỗ quan trọng mà cảm ứng là từ tâm như vậy muốn phát tâm được như vậy thì phải làm sao? Quý vị phải là người khi chưa có hộ niệm gì Thì chúng ta phải thường niệm Phật dụng công Đi đứng nằm ngồi cầm cái máy bấm này Đưa ra số lượng chăng thật mà bấm mà niệm Phật Rồi mỗi sáng, mỗi chiều tối Chúng ta dụng công chúng ta niệm Phật Phải nhớ, phải dụng công niệm Phật khi dụng công niệm phật như vậy thì chúng ta mỗi ngày đã bổ túc bò dưỡng rồi tức khắc là khi chúng ta đi hộ niệm chúng ta có một cái năng lực hộ niệm đặc biệt vô cùng giống như một cái nghề mà quý vị thường rèn luyện cái nghề đó khi quý vị đụng chuyện rồi thì quý vị nhất định sẽ trở thành lão luyện khi làm cái nghề đó cũng như một số chương trình mà vượt lên chính mình đi nhà nghèo nhất người ta hỏi gia đình này làm gì là làm hồ vậy thì người ta làm cái chương trình dược lên chính mình là cho gia đình này làm hồ rồi thời gian bao nhiêu phút bao nhiêu giây gì đó thì người ta sẽ đạt được như vậy như vậy thì người ta sẽ được lãnh số tiền như vậy như vậy có nghĩa là mỗi ngày người này được làm ngày đó thì khi người ta dụng là dụng ngay ngày đó nên chúng ta mỗi ngày phải siêng năng niệm phật bổ túc cái tâm mình tính nguyện cho chắc chắn như vậy thì khi mình đi hộ niệm Mình sẽ dùng Cái việc niệm Phật cho người Nó đặc biệt vô cùng Nó sẽ có một cái quay lực cảm ứng đặc biệt lắm quý vị Những điều này như Đức chia sẻ Rất là chân thật nha Chia sẻ mà té ho luôn cho quý vị biết <laughs> Nhớ đó Khi mà cái tâm của mình mà mỗi ngày niệm Phật mà Mà mình cảm giác với cái nguyện lực Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi Quý vị nói đến cái nguyện Phật A Di Đà Cái tự nhiên cái tâm hừng hực lên cái tâm nó hừng hực hừng hực lên vậy đó quý vị Phải nhớ đây là có cảm ứng đó Nên tại sao mà ngày nào những đức cũng chia sẻ hai thờ được Là phải là niệm Phật Những đức nói rằng nếu những đức đi học chi thức Những đức cũng không chia sẻ Mà xuyên suốt một năm như một ngày Được đâu quý vị à Nhưng mà nhờ những đức niệm Phật quý vị phải nhớ là Cái danh hiệu Đức Phật A-di-đà còn một danh hiệu Là một vị Phật vô lượng trí tuệ như vậy thì chúng ta niệm ai với Đà Phật Nhất định mình cũng kế thừa được cái trí tuệ của Ngài chứ Quý vị biết rằng chùa mình có nhiều người già Mà tại sao họ khỏe mạnh như vậy Vì danh hiệu Phật Ai Di Đà Còn một danh hiệu là Phật Vô lượng thọ Nên tất cả những người niệm Ai Di Đà Phật Tuổi thọ kéo dài Như Hòa tưởng Hải Hiền sống tới 112 tuổi Nên chúng ta quý vị phải biết rằng là phải hiểu được Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì Không thể nghĩ bàn đó quý vị à Chúng ta chỉ là người chân thật mà niệm thôi Cái lợi ích này lớn lắm Chắc chắn luôn Cái bà cụ mà 92 tuổi mới mắt đây nè Những đức thấy rõ ràng nè Lúc bà còn sống nè Bà không có gì khổ của thăng bệnh hết Và đến khi bà yếu Là chỉ có một ngày sau Bà ra đi Quý vị biết rằng là Không có gì vật vả khổ sở về thân bệnh cả Đúng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị nên chúng ta bổn phận làm con thương cha thương mẹ là chúng ta giúp cho cha mẹ niệm phật mới là chỗ này đặc biệt đặc biệt quý vị à nên tấm gương của những người con mà cụ này làm hay nên những đức phiên quý vị nếu như quý vị có cha mẹ già quý vị nên phát tâm nhìn thấy cha mẹ già mình không còn bao lâu nữa đâu bây giờ quý vị nên đưa vào trong chùa như những ngôi chùa như ở bên niệm phật đường bên đại tùng lâm bây giờ rộng thanh thang bây giờ quý vị cứ đưa qua bên đó rồi anh chị em ngồi với nhau hợp với nhau Rồi bây giờ Mỗi một người con chúng ta xây phiên Tại giờ quý vị còn công việc ngoài xã hội Còn nếu ai phát tâm được Thì bây giờ mấy anh chị nên lo Cho cái kinh tế gia đình đó hỗ trợ làm sao Chúng ta nên hợp bàn với nhau để sắp xếp, xếp Bắt đầu mình vô trong chùa Mình vừa dụng công tu được Rồi mình vừa lo cho mẹ cha Trong thời gian vài năm mẹ cha sẽ trăm tuổi già mất đi Nhưng bổ phận làm con của mình Sẽ làm tròn được trường hiếu đặc biệt khi mà những đức thấy yếu yếu rồi những đức sẽ sắp xếp đặc biệt để hộ niệm cho ông bà cụ này. Nhưng quý vị nhớ nghe, khi hộ niệm cho người nhớ này quý vị. Cái chỗ vô cùng quan trọng là quý vị nên nói chuyện với người thân trong gia đình. Cho những người con này thành tâm lễ lại sám hối, hỗ trợ cho người làm cha làm mẹ. Một người con thành tâm lễ lại sám hối hai chục người năm chục người bình thường chưa chắc so sánh bằng cho quý vị biết đây là cái việc mà chính cái ca trước hộ niệm những đức thấy rõ ràng ba của chú sinh con người ta thành tâm sám hối nó có một cái sự chuyển biến lạ thường vô cùng như quý vị coi kinh địa tạng bà là môn nữ quan mục nữ con sám hối chân thật từ chữ hiếu tu hành lợi ích lớn vô cùng chưa nên tất cả những vị trưởng ban hộ niệm Phải làm sao mà khuyên con cái của họ Thành tâm lễ lại sám hối đặc biệt Nó thêm một cái nữa Quý vị đi hộ niệm đúng không? Đã hộ niệm xong rồi Thì mỗi một tuần thắt Những đức thấy rất là hay cái ca mới đây nè Hay vô cùng họ làm họ đến họ nói những đức nghe Ôi ơi quý vị biết rằng mỗi một tuần thắt nha quý vị Họ lấy cái điệu mà địa chung của mình á 20 phút Rồi lễ phật 45 phút đó quý vị Ôi ờ, đúng là cái điệu này nó thu hút Lạ thường quý vị ơi Mà chính mấy anh em đi đến đó thấy rõ ràng Có nghĩa là ngồi thuốc niệm địa chung Bắt đầu người ta tập trung lên ta ngồi ta niệm Xong lễ Phật 45 phút Rồi ô nó hoành tráng vô cùng Đúng là cái điệu lễ Phật này nó như một cái cái lượng sống thu hút quý vị ơi Chỉ có địa chung 20 phút Lễ Phật 45 phút thôi Rồi hồi hướng thôi Vậy mà mỗi một tuần thắt là người ta đến rất đông Ôi cái nhân viên phước báo này quá lớn Thù thắng quá bởi vì ăn tổ ngày phiên là Chỉ có một câu vật hiệu này Từ khi còn sống chăng thật mà niệm Đến khi mắt cũng là câu vật hiệu này 49 ngày cũng câu vật hiệu này Mỗi năm đám dỗ cho ông bà cha mẹ mình Cũng là câu vật hiệu này Nếu làm thêm được thì phóng sanh Gieo đi thêm cái viên phóng sanh Còn cúng là hoàn toàn cúng chai Phải nhớ Nếu như quý vị mà Làm con mà làm được như vậy thì tuyệt vời quá Đây là con thật sự Là hiếu thảo lớn Phải nhớ đó nên câu Phật hiệu này Những Đức nói rằng quá đặc biệt rồi Ai mà không muốn cận tử nghiệp của mình ra đi nhẹ nhàng hả quý vị Họ thấy rõ ràng là các cụ trong chùa mình Phần nhiều các cụ ra đi Những Đức thấy vô cùng là mau Quý vị biết rằng là khỏe như vậy Bà cụ chín mấy tuổi này nè Như vậy đó mà chỉ có Một ngày mấy thôi là bà đi nhẹ nhàng Mà không có thấy cái gì vật vả quá đáng Nên những đức phiên các cụ là phải dễ tính nè Dễ thương nè không có buồn ai để trong tâm này cứ thật lòng mà niệm phật đi cái ra đi cái cụ đặc biệt lắm mà ngộ lắm những bà cụ như vậy là những đức vô nói chuyện mấy câu à là tự nhiên chiều lại hoặc là một chút là đi liền quý vị làm như bà nghe mình nói chuyện quen rồi bây giờ mình khuyên bà là bà buông xuống liền quý vị ơi đặc biệt như vậy đó nên từ nơi đó mà tất cả những vị mà trưởng ban hộ niệm nên thành tâm hộ niệm mà phải dụng công tu chứ không phải là đi hoài mà không chịu dụng công tu phải kiểm lại cái tâm mình coi chừng cái tâm mình nó rong đuổi theo hình thức nghe không chúng ta làm cái này là thật chắc nó mới có cảm ứng chứ nếu như mà mình chạy theo hình thức là nó làm chơi chơi giết từ từ nó sạc mình luôn nó sạc cái ban của mình luôn chứ không đơn giản đâu khi rảnh là phải dụng công niệm phật ở nhà tu hành ổn định không có đi nhiều mình đi nhiều gia đình mình người ta nói mình nên mình lúc nào có ca mới đi còn không có ca gì ở nhà làm tròn trách nhiệm rồi ở nhà dụng công niệm phật đồ chăng thật đi nhất định khi quý vị đi hộ niệm là có kết quả nên những điều như Đức chia sẻ đây Một câu ai vậy Đạo Phật niệm đến cùng Thù thắng lắm Mong tất cả mọi người khi chúng ta nghe được Phải nhớ, phải khoát tính nguyện cho vững chắc Cuộc đời này chúng ta niệm Phật Là cái kết quả lớn nhất Là cái giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng ta đó Nên quý vị phải cái chuyện này là chú trọng nhất Nhớ chú trọng nhất nghe chưa Cái việc này mà chú trọng nhất Thì tất cả cái việc ở thế gian này Quý vị đều có thể giải quyết được hết Còn nếu đem cái việc thế gian là chú trọng nhất Thì nhất định cái việc giải thoát quý vị sẽ lơ là thì uổng một đời của mình lắm nghe vì biết rằng chùa của mình đông người nên các cụ cũng mắc thường xuyên vậy nên mình thấy các cụ niệm phật tu rất là dễ tới tuổi già mới gặp được phật pháp niệm Phật có vài ba năm thôi thì các cụ mắc à. Nhưng mình thấy cái việc niệm Phật của các cụ cũng không phải là có cụ phát lên tính nguyện gì mãnh liệt quá. Đúng y Iran là ấn tổ ngài nói rằng có những bậc dỗ ngực xưng tên cho rằng mình là người thông tông thông giáo nghe, biết rất là nhiều. Nhưng mà đến khi các vị này chết thì à, miệng thì kêu cha gọi mẹ, tay chân thì cuốn cuồng. Còn thua một bà cụ già niệm Phật chưa đủ tính nguyện. Các vị nghe rõ ràng lời tổ dạy những đức này. Nói lại nguyên văn đó nha quý vị. Rồi có những người làm chuyện ở thế gian này giống như là lớn lao, xây chùa cao Phật lớn, mà mỗi ngày không chú tâm niệm Phật. Khi họ chết đi, còn thua một bà già mà niệm một câu Phật hiệu vài năm nữa. Chính những đức đã thấy rõ ràng Có những người Khi còn sống, mấy chục năm làm việc lớn lao vô cùng. Vậy mà đến khi chết thì không có người đệ tử nào hộ niệm niệm Phật cho hết. đều là làm hình thức. Không có cái thật chắc. Còn các cụ già niệm Phật mấy năm trong chùa. Mỗi ngày niệm Phật trong dòng thời gian mấy năm đó. Xuyên suốt cái niệm Phật. Vậy mà đến khi cận tử nghiệp Thì được mọi người Tập trung lại bao xung quanh Để mà niệm Phật cho Cũng như bà cụ mà mới mắt hôm qua 91, 92 tuổi gì nè Mới mắt hôm qua Bà vô đạo tràng của mình niệm Phật Chắc khoảng 4 năm tháng nay à, Hai ba đứa con gái đưa vô đây Không phải đâu chàng niệm Phật bên kia chứ Thì Những đức thấy bà cụ cái Những đức thấy bà cụ này Nhìn thấy lớn tuổi mà nhìn thấy gương mặt sáng sủa Mà nhìn thấy quan hỷ dữ ta Lúc mà con các cụ mà Đưa cụ đến gần gần những đức Bà vừa gặp những đức bà mừng vô cùng quý vị Có nghĩa là bà ở nhà bà nghe những đức nói chuyện Được năm mấy hai năm gì đó cầm cái máy bà nghe rồi bà mới đòi lên chùa rồi mấy đứa con gái bà cũng biết niệm phật luôn cũng nghe những đức nói chuyện thì vị biết rằng chị em chia nhau để nuôi mẹ thí dụ như mỗi một người con nuôi một tháng nuôi mẹ rất nhiệt tình mà con của bà đều biết niệm phật mà những đứa con gái này rất nghiêm túc nha quý vị những đức thấy nghiêm túc nuôi mẹ đàng hoàng lắm luôn Bà cụ 92 tuổi bà siêng năng niệm Phật Mà thấy dễ tính Bởi vì những đức phiên tất cả các cụ Mình nghe được Phật Pháp à mình biết niệm Phật Mình phải tập dễ tính các cụ à Cái người tu hành Dễ tính là mới là Cái người niệm Phật giải sanh Chứ cái người tu hành mà khó tính quá Làm sao mà Là người tu được Người tu mà quá khó tính Ai gần gũi mình ta cũng sợ chứ Vậy thì bây giờ Mình là người tu như vậy Không đúng rồi Đức Phật Ai Di Đà Mười phương khắp pháp giới Nghe đến cái danh hiệu của Ngài Là ai cũng quan hỷ Chứ đừng nói là gặp được Ngài Nghe danh hiệu Ngài thôi là người ta đã quan hỷ rồi Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài hướng dẫn người ta niệm Phật Có một lần mà Nghe nói Hòa Thượng định về Việt Nam chúng ta Lần đó Vậy nghe đi Người ta đặt vé máy bay Mà đến cái mức mà muốn cháy vé luôn Cuối cùng Thì nhân viên thì sao đó Chưa đủ viên, ngài không có về Ôi ôi số lượng người gì đâu Mà không tưởng tượng được Mà mua vé máy bay ấy nghe rồi lớp mà đặt xe Thuê xe để đi đến cái nơi đó Có nghĩa là cái nhân viên của người mà Niệm Phật hướng người niệm Phật Cái nhân viên người ta đặc biệt lắm Bây giờ chúng ta là người tu hành niệm Phật Mà mình vô cùng là khó tính Người ta gặp mình người ta tránh xa ra Vậy thì cái việc niệm Phật mình không có đúng rồi Mà niệm Phật mà như vậy thì Nó không có phù hợp chút nào hết Trong khi mỗi ngày mình niệm ai với Đạo Phật trong khi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Mười phương chư Phật Gọi là vô lượng chư Phật Nghe đến danh hiệu Ngài đều là tán thán Cho một cái quốc độ đó Phải nên niệm A Di Đà Phật Để cầu sanh về thế giới cực lạc Vậy mà mình mỗi ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật Mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật Để làm chi quý vị Niệm danh hiệu A Di Đà Phật Là để chúng ta học theo Cái hạnh của A Di Đà Phật Niệm câu ai với Đạo Phật là để chúng ta học theo cái tấm gương, cái nhân duyên Cái tâm quan hỷ của Đức Phật Ai Di Đà gì Đức Phật Ai Di Đà còn một danh hiệu là Phật Quan Hỷ Quan Rồi Phật Một vị Phật mà quan minh Bao trùm tặng hư không khắp Pháp giới Rồi danh hiệu của Ngài là vô lượng trí tuệ Vô lượng quan minh vô lượng thỏa mãn vô lượng quan hỷ vô lượng năng lực vô lượng thần thông đều là vô lượng nên ngài phát lời nguyện là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu của ngài là a di đà phật nghe thích chí tâm tin ưa chí tâm là quyết tâm niệm một câu a di đà phật tin ưa là càng niệm càng thích cứ chân thật phát nguyện cả đời trì danh hiệu Phật đến khi mệnh chung chỉ cần người này niệm được từ một niệm cho đến 10 niệm thì ngài chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn nhưng quý vị nghe đoạn này nhớ này quý vị để ý nè và mình nhắc á, cha mẹ người thân của mình khi niệm Phật mà lúc hiện tại đang niệm được quý vị nhắc câu này hay nè quý vị nhắc họ Đến khi cha mẹ mà trăm tuổi già đó, cái thân tứ đại này rã rời có khi mình phải chịu cái qua báo là miệng của mình nó không niệm được nữa. Có khi ấy, cơ thể của mình cứng đơ hết à, miệng của mình cũng cứng luôn. Nhưng mà cái ý thức của mình thì biết chỉ cần trong cái tâm thức của mình nó niệm a di đà phật a di đà phật trong cái ý thức trong tâm mình á tại vì lúc đó miệng mình cứng rồi mình không cần gán gượng hoặc là khi mà mình sắp sửa mệnh chung con người mình nó mệt mỏi thăng tứ đại rã rờ lúc đó mà miệng muốn động niệm có khi động không nổi luôn thì mình khuyên họ là Lúc đó trong tâm thức của mình chỉ cần Ai di đà Phật Ai di đà Phật Nhưng nhìn cái bên ngoài thì bình thường Im như vậy bình thường Nhưng mà tâm thức của mình Nó lại nghe có vật hiệu rõ ràng Chỉ cần mình đang nghe được câu vật hiệu Và mình đang Nguyện là con niệm ai với Đạo Phật Phật đến tiếp dẫn con trong tâm thức như vậy thôi thì chắc chắn là Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn Phải nhớ nè Mỗi ngày chúng ta dùng miệng niệm Là để tâm thành ra nhớ Thuần Thuần nhớ câu A-di-đà Phật Đến khi mệnh chung của mình Dù là mình không niệm được gì cả Nhưng mà trong tâm của mình Trong ý thức mình chỉ cần A-di-đà Phật A-di-đà Phật Hoặc là cái người niệm Nam Mô A-di-đà Phật Thì chỉ cần trong tâm thức của mình Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là mình chỉ cần nghe theo cái danh hiệu Của người hộ niệm hoặc là chiếc máy Mà mỗi ngày những đức niệm câu quý vị nghe Rồi đại chúng niệm quý vị niệm theo lúc còn khỏe Và đến khi lúc mắt chỉ cần nghe theo cái danh hiệu đó Nghe theo cái danh hiệu rõ ràng như vậy Thì chắc chắn Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn Chắc chắn mình phải hướng dẫn người ta như vậy để không thôi á người ta không niệm được mà ta miệng cưỡng cái nó thanh mệt mỏi và sanh phiền não như vậy thì cũng không hay nên mình nó khuyên họ như những đức vừa nói vậy đó phải nhớ đó mà cả chúng ta nghe chúng ta cũng phải tập như vậy đó phải nhớ đó nghe quý vị nha quý vị cố gắng niệm phật khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nghe quý vị và ai di đà phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tình độ